Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Mười ba tác dụng của hoa đậu biếc và cách sử dụng. Đậu biếc, tiếng Latin là Papilionem pavonum, tiếng Trung là Địa đậu, tiếng Anh là Butterfly ray, tiếng Pháp là Pois papillon, còn tiếng Nga là Babochka Garoch. Hoa đậu biếc đặc trưng với màu xanh tím, mang ý nghĩa thể hiện sự dịu dàng, duyên dáng và gần gũi với người nhìn. Một số tên gọi khác là hoa mắt biếc, hoặc là bông đậu biếc, hoặc là hoa ngọc biếc. Cây hoa đậu biếc là loại cây thân leo có nguồn gốc từ Thái Lan, hiện nay đã được phân bố ở khá nhiều nơi châu Á như ở Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Australia. Riêng ở nước ta, cây phân bố rải rác ở một số tỉnh miền núi từ Bắc vào Nam, bao gồm là Quảng Ninh, ngoại thành Hà Nội, tức là ở bãi giữa đấy, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo y học cổ truyền, hoa đậu biếc có tính hàn, được sử dụng để kiểm soát mồ hôi, lợi tiểu, giải độc cơ thể và từ đó giúp làn da được mềm, mịn, căng bóng hơn. Đồng thời, trà đậu biếc còn là một trong những loại nước uống giúp cải thiện lượng đường trong máu, ngừa bệnh tiểu đường. Rễ và vỏ cây đậu biếc có vị chát, đắng, có công năng lợi tiểu, nhuận tràng, tẩy sổ, làm dịu và săn da. Lá thì tiêu viêm, giảm đau. Hạt cũng dùng để nhuận tràng và tẩy sổ. Liều dùng từ 10 đến 20 gram tươi, sắc với nước uống. Riêng để tẩy sổ có thể dùng liều từ 20 đến 40 gram. Nhưng cần chú ý vì dễ gây đi ngoại, đau bút và buồn nôn. Tác dụng dược lý. Tác dụng chống oxy hóa. Cao nước đậu biếc đã thể hiện hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Tác dụng trên hệ thần kinh trung ương. Nghiên cứu khoa học cho thấy trong hoa đậu biếc có chứa chất proanthocyanidin. Chất này có tác dụng cải thiện hệ thần kinh trung ương, cải thiện lưu thông máu và tăng cường trí nhớ. Đồng thời chứa hợp chất anthocyanin có tác dụng giúp cơ thể tăng sinh collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi của da.
thành phần hóa học chính hợp chất flavonoid bao gồm anthocyanin là một loại chất tạo nên màu sắc đặc trưng của hoa đậu biếc. Một số thành phần hoạt chất khác như protein, ester, alkaloid, saponin, acetylcholine, glycoside, carbohydrate, chất chống oxy hóa, cyclotid, tannin, nucleotid, tinh dầu, vân vân. Ngoài ra trong hạt của quả đậu biếc cũng chứa nhiều chất dầu có độc tính và các axit amin. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.